Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên tiếp cho anh em một bộ vàng đến từ hãng Kenwood nha anh em. Anh em vừa nghe một đoạn nhạc mạnh được thể hiện qua bộ vàng này và chơi qua cổng AUX nha anh em. Bộ vàng này về thì còn đẹp nha anh em. Bộ lo thì vuông vức, góc cạnh cục máy cũng còn khá đẹp nha, đặc biệt là màn hình còn hoạt động tốt nha anh em, và tất cả chức năng hoạt động tốt. Cặp lo có thiết kế màu trắng kem và cục máy là màu xám bạc, đặc trưng của những hãng là hay thiết kế thùng màu xám bạc nha anh em. Cái cục máy á, đây là một bộ vàng mini. Bộ vàng mini có model đó là SH3. Cục vàng là SH3 mình ghép với cặp lo là SK3 nha anh em, chứ không phải là SHK luôn. Nghĩa là lo với cục nó không đồng bộ model thôi, nhưng mà ghép rất là phù hợp. Tại vì cái SH3 này nó công suất và trở kháng nó cũng như nhau nha anh em. Đó, cặp lo SH3 công suất 30W một thùng, trở kháng 6 ohm, số series là 651, lo bên đây cũng là 651. Đó, lo thì thùng nào cũng còn đẹp y chang nha anh em. Giờ cặp lo này thì được sản xuất tại Mã Lai nha anh em, còn cái cục máy là sản xuất ở Trung Quốc. Những dòng SH3, SK3, SG3 là nó na ná nhau nha anh em. Đó, công suất nó y chang luôn nha. Cái cục máy này thì phía sau nó có cổng AUX nha anh em, dắt bông sen, và còn một cái đầu này là cắm cổng súp điện nha anh em. Bên đây là trạm lo, trạm gia lo và hai cái trạm anten AM trên đây, FM ở dưới đây, FM là đồng trục. Công suất của cục máy là 55W, điện 100V nha anh em. Cục máy thì phía sau thì vẫn còn đẹp, vuông vức, không có bể gãy cái phần nào nha anh em. Lo thì cũng vậy, còn khá đẹp. Mặt tiền thì ok tất cả, mặt sau xung quanh đều đẹp hết nha anh em. Rồi mình xin báo giá luôn, mình bán bộ vàng này là 1 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938 782 092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gỡ hàng nha anh em. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cái bộ vàng này nha anh em. Và đặc biệt khi anh em mua bộ vàng thì mình sẽ tặng cho anh em một cái Bluetooth để anh em kết nối cái cổng AUX phía sau, để chơi nhạc qua điện thoại hoặc là laptop hay là smart TV qua cổng Bluetooth nha anh em. Đó, và một cái cọng dây AV với một cái Bluetooth, USB Bluetooth nha anh em. Lo thì vẫn còn lưới dây căng đầy đủ nha. Đây, rách một số chỗ nhỏ nhỏ không ảnh hưởng gì nha. Bốn chấu gài vô thùng lo còn nguyên nha anh em, không gãy chỗ nào. Đó, lưới màu xám bạc đây, đẹp hết nha. Phía dưới thì có một cái logo Kenwood. Kenwood thì những anh em đam mê chất âm của Kenwood thì khỏi phải bàn rồi. Kenwood nó thiết kế từ dòng mini, dòng trung, dòng đại đều tất cả ok nha anh em, chất âm rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ test từ chức năng cho anh em xem. Đầu tiên mình sẽ test chức năng đĩa. Và đặc biệt cái bộ vàng này có chức năng sau đây là mình có thể chỉnh low net, low nó đề hiện chữ low là đang low net. Mình nhấn là có chữ S bass là tăng bass đó nha anh em. Đó, nó mở bass, nó nghĩa là cho tiếng bass mạnh lên. Nhấn cái nữa là chế độ low net để mình dùng để nghe nhạc bolero đó, mình chọn chế độ low net này nè. Chế vàng này nó không chỉnh bass chép nha anh em, nó chỉnh hỗ trợ cái phần sau này thôi. Đó, nút bên đây là chỉnh AUX, nhấn là nó chọn cổng ngõ vào AUX.
lùi bài tớ tớ một bài là hát đĩa CD nha anh em, hay là đĩa MD. Còn menu set demo là những cái chức năng chỉnh máy nha anh em về thêm, tham khảo thêm nha. Rồi những lúc nút ở dưới đây thì là chọn chế độ hát CD, MD và tép. Nhấn nút dừng thôi nha anh em, vậy thôi. Đó, nó có chức năng như vậy nha anh em. Còn cái nút trên đây thì là chọn chế độ FM AM nha anh em. Rồi thu thu băng, rồi thu MD. MD Red là thu đó. Đó, những nút mở mở nguồn, mở mở tép. Đặc biệt là cái bộ dàn này là cái học băng cassette đó, nó rất là hay, nó như một cái học đĩa vậy đó. Mình nhấn đây là nó tự động nó đưa cái bộ dàn cơ lên nha anh em. Đây. Đó. Nó đẩy ra bắt đầu đưa mình bỏ cái băng vô đây, rồi mình nhấn là nó hạ xuống, nó rất là hay nha. Đó. Rồi mình nhấn cái chủ tép là nó hát đây. Đó. Bây giờ mình sẽ thử chức năng băng đi ha, băng trước cho anh em xem nha. Giờ mình sẽ mở tép ra. Đó, nó đưa lên. Giờ mình sẽ lấy một cái cuộn băng. Đây là một cái cuộn băng mình mua khá là lâu. Cuộn băng Nhạc Xuân nha anh em. Đó, cuộn băng này sản xuất tầm năm 99-2000 nha anh em. Giờ mình sẽ bỏ vào, mình sẽ xem nó hát như thế nào. Sao đời ta còn Rồi mình sẽ thử lại nha anh em, nãy nó kẹt cơ. Rồi mình sẽ nhấn tab ở đây. Đó, cái set hoạt động tốt nha anh em. Con tàu đang đi tới. Rồi, cassette hoạt động tốt nha anh em. Anh em nhà còn băng thì mình chơi băng, ôn lại thời hồi xưa xài băng nha anh em. Băng nghe cũng rất là hay, tiếng nó rất là mộc. Giờ bây giờ mình sẽ lấy băng ra nha. Đó, rất là hiện đại nha. Nó đưa cái dàn cơ lên thì mình lấy băng ra thôi, chứ không cần bỏ vô nhấn nút gì đó. Giờ mình sẽ đóng hộp băng lại. Và bây giờ mình sẽ thử một cái chức năng đĩa MD. Đĩa MD là đĩa nhỏ vậy nè nha anh em. Đó, mình sẽ bỏ vào đây, mình ấn là nó sẽ chạy, bỏ theo có cái mũi tên nó đánh dấu trên cái băng. Rồi giờ mình sẽ nhấn play MD. Đó, nó đang dò mắt mắt nó đang dò cái chất đề á nha anh em. Đó.
mình qua bảng thôi coi. À, thấy nó nhảy mà nó chưa có phát ra, chắc nó cái chắc này chắc nó chưa có dữ liệu nha. Để mình đổi có một cái để AMD khác, sau cái này nó không có có nhạc trong đây. Rồi AMD nó đã lay được rồi nha anh em, hồi nãy bỏ cái đĩa đĩa không có dữ liệu âm nhạc trong. Rồi mình sẽ lấy đĩa ra, stop, nhấn nút lấy đĩa AMD ở đây. Rồi mình sẽ đẩy ra, rút ra. Rồi bây giờ mình sẽ thử tiếp chức năng CD nha anh em. Mình sẽ lấy một cái đĩa CD xem coi nó hát như thế nào nha. Rồi đây một cái đĩa CD mình mua cũng khá lâu, và một cái đĩa chợ để chép nha anh em, đi thị trường. Rồi nhấn hộp băng nó chạy ra, dàn cơ chạy cũng khá im nha anh em. Rồi mình cho nó vào, rồi mình nhấn hộp đĩa chạy vào nha anh em. Rồi mình cũng nhấn lay, bỏ chức năng nào thì mình phải nhấn chức năng đó là lay nó mới hát nha anh em. Rồi anh em chờ một chút xíu cho mắt nó tìm tìm chắc của đĩa có chứa nội dung nó mới hát nha anh em. Đó nó lay rồi đó nha anh em. CD đọc tốt, MD đọc tốt, cassette đọc tốt nha anh em. CD tốt nha anh em. Cái này mình quay clip trong phòng nên không có thử FM AM cho anh em được, nhưng mà mình chỉnh thấy còn nó là tần số của Nhật nha anh em. Anh em về tìm hiểu dò là nó sẽ vô. Rồi lấy đĩa ra. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại chức năng Out cho anh em nghe. Thử một bản nhạc sau đó kết thúc clip nha anh em. Đường bây giờ đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu manh. Đêm ngày lôi thề chờ nhau một thuở. Đường sương gió gót chân mòn trên núi nhỏ, gục đầu trong sương lạnh. Ôi đời sao quá trời vơi. Hàng cây già còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm. Rồi anh em đã nghe lại chức năng Out được thể hiện qua bộ dàn này. Rồi clip của mình đến đây cũng kết thúc, và mình xin báo giá lại là mình bán bộ dàn này là 1 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0938782092. Anh em kết bạn Zalo ở trên góc trái, số điện thoại mình trên góc trái màn hình để trao đổi chi tiết hơn về bộ dàn này nha anh em. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gỡ hàng nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo của mình.